Hello mọi người, bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi vào đây để ăn sushi băng chuyền mọi người ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ đợi để người ta sắp xếp chỗ ngồi. Chưa kịp. Ok, mình sẽ ngồi đây ha. Đây là cái menu này. Ok mọi người, đây là menu và người ta sẽ có các cái màu ở đây là dấu hiệu cho số tiền. Ví dụ như màu xanh này là 1 đồng 75, màu tím 2 đồng 50, màu cam 3 đồng. Đó, tương tự là màu nâu, màu vàng, màu đen, màu hồng. Thì ở trong này mắc nhất là màu nâu 6 đồng rưỡi. Đó, như ở trên này màu này này. Màu này là màu gì đây ta? À, màu cam. Cái này màu cam thì là 3 đồng mọi người. Cái này là màu trắng hả? Màu trắng sao không thấy có đồng nào đây ta? Đó thì cứ nhìn theo màu và mình sẽ lấy thì người ta sẽ tính tiền theo màu mọi người. Maybe cook. Màu đen này nè mọi người là 4 đồng 25. Chà, có CC mà 4 đồng 25 nận luôn. Và ở đây thì người ta sẽ có gừng này và mù tạt cho mình. Và mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu ha. Trong này, cái menu ở phía trong á, người ta có rất là nhiều món nữa là mình có thể yêu cầu người ta làm theo màu đây nè. Mình có thể yêu cầu người ta làm nếu mà mình thích cái loại nào á. Còn vậy sao vậy? They made it here. That's rare. I've never had that. Thì cái này là soy sauce mọi người. Soy sauce này là xì dầu mà người ta làm, cái nhà hàng này người ta tự làm xì dầu luôn. Thì trên này người ta làm sẵn rồi. Mình ăn cái gì thì mình lấy cái đó. Còn không thì mình cứ order đây. Mình gọi thêm một ly coca nữa. Còn chồng mình thì uống nước lọc. Hey, trong này có cá hồi này, rồi là cá ngừ này, tôm, tất cả các loại cá luôn mọi người. Rất là nhiều luôn á. Nó nhìn rất là đẹp luôn ha. Ok, bây giờ mình xem chồng mình chọn cái này này. Wow. À, bây giờ thì mình sẽ ăn ha. Go ahead babe. How is that? Good. Not bad. Mình sẽ thử nha. I hear they have a lot of people can actually order. You want me to order your salad or miso soup? I didn't see the glass in here. Glass marble. Miso soup. Can we get a miso soup and the glass marble right here. Cucumber salad. Mommy, can you hold this? And that's it. It's super tight. Cái này siêu ngon luôn. Cái này là ở trong là salmon, là cá hù, và trong này là có dưa leo với lại là rong biển, cơm mực. Ở đây là thịt gì vậy ta? Is this a crab? This is crab. It's imitation crab. Và đây là thịt cua mọi người. Thịt cua và trứng cá sống.
So there's salmon in there. They deep fried it, but it's just like a salmon. Cái này là cá hồi nhưng mà người ta. This is California roll, and then this is a deep fried California roll. Cái này cá hồi nhưng mà người ta chiên với bột đó mọi người. Mình thử cái này nha. I've never had these before, so I was kind of like trying something. Those are spicy too, I don't think I had those. Crispy Callies. I like to put a little spiciness on my stuff.
cuốn này. Đó. Đây có một ly nhỏ nhỏ nước sốt này. Nước sốt này kiểu là tương ớt các mọi người. Tương ớt ra chua chua ngọt ngọt. Còn ở đây trong này là để mình coi có cái gì nha. À trong này là có rau củ quả, có cà rốt này, rồi củ cải với lại là bơ, xà lách với lại là dưa chuột nữa. Đó. Cái này là chỉ là chay thôi chứ không có thịt hay gì hết. Chấm coi. Chụp chặt cái thật bị mấy người ra nó không bị rớt đồ. Cái này siêu ngon luôn. Chấm với nước sốt này là cực kỳ hợp. Mình là nó chỉ có rau củ quả với lại cơm thôi mà rất là ngon quá. Có gì trong này không? Wow, đâm linh mọi người. Trong này đó là có tôm này, rồi thịt heo với lại là nấm nữa. Thì nó cũng kiểu như giống đâm linh của người Trung Quốc làm á. Nhật Bản gọi là sumai. Lần đầu mình ăn. Mời mọi người nha. Còn ở đây á, là trong này có thịt tôm hùm và cá hồi, người ta cuộn lại như này. Đó, bên trong là có rong biển, rồi rau, rồi dưa leo nữa. Đó thì nó cũng sushi thì nó cũng giống như nhau cả luôn. Chỉ có là cái loại gì ở bên trong. Thì đây là tôm hùm và cá hồi. I'm full.
sơn này. Lúc mình ăn mình không có thấy cái vị gọi là vị của tôm hùm hết á. Nó không được ngon lắm. Phần cuối cùng này thấy từ không ngon lắm. Đây mọi người, đây là toàn bộ những cái dĩa mà bọn mình đã ăn xong. Đó, có rất là nhiều màu luôn ha. Màu đỏ này, xanh này, tím này, lá cây rồi và một màu đen nữa. Đó, và đây là miso soup lúc nãy này. Và đam linh này. Ở này là salad này. Đó, thì tổng bill là bao nhiêu đây để coi nào. 32. Đây mọi người, tổng bill cả tiền thuế nữa là 32 đồng 18. À. Yeah, thì đây nè. 29 đồng 25 là tổng, còn thêm 2 đồng 93 nữa là 10% tiền thuế, là tổng cộng là tất cả là 32 đồng 18 cho bữa tối ngày hôm nay hai vợ chồng mình ăn. Đó, xong rồi đó mọi người, ăn từng này là no luôn nha, no căng bụng luôn rồi đó. Nó nhìn thì nó ít thôi nhưng mà thực ra ăn vào là dễ no lắm. Thank you. Ok mọi người, bây giờ thì tụi mình sẽ về nha. Ăn tối no nê rồi. Wow. Đó mọi người cũng về hết rồi này mọi người. Lúc nãy vào còn có mấy khách, bây giờ thì khách cũng lai vãng rồi, người ta cũng đóng quán để dọn dẹp về rồi. Hiện tại là mấy giờ rồi ta? Hiện tại là 9 giờ tối rồi. Cái quán này mở 10 giờ là người ta đóng cửa mọi người. Tên quán này là Sushimi nha mọi người, ở Bellevue nha, nếu mà ai muốn biết đến cái quán này. Ơi, giá cả thì nó cũng khá là ok chứ không phải là mắc. Và ăn đồ ăn rất là ngon, tươi. Nhân viên thì rất là thân thiện và khá là chuyên nghiệp. Bình thường thì bọn mình ăn một cái quán ở Bellevue á, quán đó rẻ hơn quán này. Nhưng mà nhân viên không có được gọi là thân thiện lắm và nó không có được sạch sẽ bằng quán này. Thì lần tới á, nếu mà mình ăn sushi băng chuyền tiếp á, thì mình sẽ đến quán này lần nữa. Ok mọi người, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi về. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Xin chào. À, quay một xí đây này. Đó, có qua nail này, salon này ha. Cái khu này gần đây là có những dãy á, tiệm nail của người Việt mình. Ok mọi người, bye bye mọi người nha.